nào về dắt em lên sân khấu vì là còn rất là nhỏ, đúng không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ động viên tinh thần đi ạ. Vâng ạ, và sau đây xin giới thiệu tiết mục piano trong nông trại do Thu Huyên biểu diễn. Xin trân trọng kính mời em.